Hello anh em, nay xin giới thiệu anh em con hàng nói chung là idol của giới trẻ nha anh em, Z1027 đó. Xe thì có anh khách anh mới đây anh bán luôn đó, đây là xe rất đẹp, lốp trước sau còn theo xe nha anh em, ô đô chỉ có 8.000 thôi, siêu đẹp. Con này thì khoảng cần quay cận kẽ và sơ sơ qua cho anh em thôi đó, tại vì xe nó quá mới đi, anh em chỉ cần thích thôi, chứ còn về vấn đề chất lượng thì không phải bàn đó. Sơn này đàn áo không chảy nha anh em đó. Không chảy không dặm tút gì luôn, lốc máy này đó, máy móc thì anh em khỏi bàn nhá, chưa có dặm tút lại luôn, còn máy zin thì cái điều đấy là cái điều đương nhiên rồi đó. Đây như này đó, em nhìn này, khung sườn này quá mới đi đó. Anh em nhìn này, ơi nó đã ốc cổ chưa mở nha anh em đó, thấy không, cổ chẳng ba phuộc zin hết nha, chưa có mở gì hết. Biển số 61 Bình Dương nha anh em. Con này trước là gốc Sài Gòn đó, nên anh em về ra tên bao rẻ luôn, thuế chỉ có 1% thôi đó. Anh em nhìn là xe chưa rửa nha đó. Con này mà rửa, nói chung là con này khỏi cần rửa luôn anh em ạ, quá đẹp đi. Lâu lâu săn được con cọp đăng cho anh em đó. Anh em nhớ lưu ý nha, con này gốc Sài Gòn đó, nên là về anh em nào hộ khẩu Sài Gòn về ra tên bao rẻ luôn. Lốc máy này chưa dặm tút nha anh em, zin 100%. Đây cũng vậy, cổ này đó, anh em xem này đó, cổ zin nhá, chưa có mở luôn đó. Nói chung là không chê được vào đâu anh em ạ, vì là quá đẹp rồi. Nổ máy cho anh em nghe chơi đi, ô đô này 8.200 km nha, bao chuẩn luôn, anh em nào phát hiện tua con này đốt xe luôn nha. Đó, anh em nhìn thấy không, sên cam nguyên zin nha, chưa tăng luôn, chưa mở luôn nắp. Đó, anh em nhìn chưa mở luôn nha, máy móc thì khỏi bàn. Bao uy lực luôn. Lốp trước sau còn theo xe luôn nha. Ok, để mình chi tiết lại cho anh em nha. Z1027, đăng ký 27, xe Z2017 nha anh em. Đó, biển số 61 gốc Sài Gòn nha anh em, là hộ khẩu về Sài Gòn, ra tên rất bao là rẻ luôn nhá, 1% thuế. Con này ô đô 8.000 nha anh em, bao chuẩn luôn. Đó, hiện tại đang bán là 299 triệu nha anh em. Bao rút hồ sơ hoặc bao ký giấy cho anh em luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? Anh em nào thích thể loại này thì alo cho mình nhé, 0974847553, địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Đó, anh em nào mà thích thể loại nào cứ comment bên dưới, mình sẽ làm cho anh em xem. Đó, làm vì đam mê thôi anh em ạ, anh em nào thích thì cứ comment bên dưới nha. Rồi, thấy hay thì ủng hộ mình một like nhá và đăng ký kênh, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok.